Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đây, chào mọi người đây, đây. Mọi người đến kênh của mình, đây là Đăng Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ test test găng tay của Iron Man. Kinh khủng chưa? Rồi găng tay Iron Man. Mạnh lắm các bạn ạ. Và đời bên không khác là tay vô cực mạnh lắm, trả đốt rồi chết luôn không đứng đâu mà đứng. Thiêu đuổi tất cả, nó đáng được luôn, hay đáng được luôn, mạnh lắm ạ. Cái đời bên hơi mạnh ạ. Tập sau bạn có biết cái này là cái gì? Chạy được không? Nó là quả trứng các bạn, cái trứng nó là một quả trứng. Thì nó mới bẻ ta. Rồi nó bẻ rồi. Tập tay không hơi mạnh đây. Cần tay Iron Man. Thử nó coi. Lợn. Con lợn. Lợn này, con lợn này. Thật lợn này, con lợn này. Con lợn này. Con lợn này, sao đập hoài không chết đi. Con lợn này. Con lợn này, con lợn này chết. Thôi kệ đi, mình thử phá cái nhà kim cương thử coi, thử được cái nhà làm được kim cương bây giờ nhà khác rồi. Cái nhà bằng làm bằng kim cương của mình đó, làm cho mấy con chó mà bị giết hết rồi, để nó coi như bị giết tội nghiệp cái mấy nhóc. Phá nhà cái dây ngàn cương mình nó cứng ghê, phá rất là lâu. Mưa cho nhà thôi các bạn, thì ghê thôi, cái tiếng gì nhà mình ghê ta, chắc anh hùng hết rồi, cứ thử test trên tay luôn, cái tay bạn quá. Và là luôn các bạn, không chết nó là không chết anh men hùng đó, nó dọi lại các bạn ơi, không chết được. Đó tay quá bạn, gặp lỡ thôi đốt nhà mình. Sẽ đào hố cho chôn bọn Iron Man luôn. Không đào được vậy. Mạnh quá. Mẹ không cũng lộ mạnh với là không xin với anh hùng này. Có bạn men này, có bạn. Đó mấy anh, đào hố cho mấy anh, đó mấy anh xuống tắm vào bờ đi. Bờ cho mát có mấy nhà.
Rồi, giữ mát tắm mấy anh, xuống cái tắm đi. Chúng tôi bước cho anh. Đó, một anh xuống tắm rồi đó. Hai anh. Giữ mát lắm cái anh này. Xuống tắm. Ở nhà, hơi mát đấy. Như tắm được cái anh đây. Tắm được cái anh đây. Đó, cái phục xuống tắm hết rồi nghe nè. Chưa hết. Đó, mở cửa cho em đi xem. Tắm với cả anh trẻ tắm đi. Mát không? Hơi mát á. Tắm với cả anh. Cái anh hùng mập. Tắm đi anh ơi, xuống tắm đi, xuống tắm đi. Sao không xuống đi ông nội ơi, ông nội ơi xuống đi. Trời ơi, tôi là hơi mát á. Đào hố cho tắm nó không chịu nữa. Hơi mát, xuống tắm đi. Tắm đi, tắm đi các bạn ơi, tắm đi. Không tắm với ông nội. Là cái đứa nó làm cái gì nữa, không biết nữa. Em tắm dưới hết rồi, chứ xuống tắm. Phải không? Phải không? Tắm xe quá không em? Tắm xe không? Tắm xe á. Tắm với ông nội. Tắm đi thằng trai. Rồi một cái xuống. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Rồi xuống tắm đi. Cho xuống tắm không chịu. Xuống tắm đi. Mát không? Không mát á. Tắm mẹ nha các bạn trẻ. Tắm mát nhỉ. Các bạn hồng sân tắm giúp dê không đang yếu quá tôi giúp em dê tôi giúp em dê đang hùng lồ yếu thế tôi phải siêu tốc phục dê đây. Siêu tốc phục này quá thôi tôi ăn luôn. Cái anh tâm yếu quá mà. Nhưng mà tụi trẻ bằng bột. Còn mấy con như bị không giết được. Tụi tụi đi làm ai? Các bạn nhớ lên kia, ủng hộ mình nha. Hả?